Đừng lo, điều đó sẽ không thể xảy ra được nữa khi cục pin tiểu này được thay thế bằng bộ pin 2A và 3A vĩnh cửu có thể sạc lên tới 10.000 lần này đây. Từ khi nhà mình chuyển sang dùng bộ pin vĩnh cửu này thì mình không cần phải lo lắng đến cái vấn đề mà mình phải mất thời gian đi ra ngoài mua pin, cũng như là trong cái lúc mà mình đang dùng cần dùng thì lại không có. Vừa tiết kiệm ấy mà lại cực kỳ là hữu dụng luôn. Một bộ pin tiểu 2A và 3A bên em bao gồm một bộ sạc 6 pin 2A và 3 pin 3A để thay thế cho các loại pin thông thường. Các loại pin mic hát karaoke, đồ dùng trong gia đình, đồ chơi trẻ em là thành quả sáng tạo của Đài Loan năm 2020. Một điểm giúp cho bộ pin vĩnh cửu này được rất là nhiều các gia đình lựa chọn chính là nhờ tính năng hết pin lại sạc. Mua một lần có thể sử dụng tới 6 năm mà vừa tiết kiệm tiền, vừa bảo vệ môi trường và đặc biệt được sử dụng cho tất cả các loại thiết bị điện, điện tử trong gia đình. Với bộ pin tiểu 2A và 3A vĩnh cửu này thì gia đình của bạn không cần phải lo lắng khó chịu khi các dòng pin thông thường không thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta và thường xuyên hết pin bất chợt khi chúng ta cần sử dụng lại. Còn tiết kiệm chi phí nữa, vì tính năng vượt trội nên chắc chắn người đàn ông của gia đình phải có ngay một bộ pin này trong ngôi nhà của mình rồi nhé. Đặc biệt với chính sách bán hàng của công ty em thì khách hàng có thể an tâm tuyệt đối vào từng sản phẩm được bán và khi mua hàng sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc, nhận hàng ưng ý mới thanh toán, trả hàng miễn phí trong tuần và bảo hành lên tới 3 năm. Mọi người có thể hoàn toàn yên tâm tuyệt đối vào tính năng cũng như tuổi đời của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Chương trình khuyến mại bên em thì đang được diễn ra duy nhất trong ngày hôm nay. Mua một bộ ưu đãi từ 360.000 xuống còn 280.000 và mua hai bộ trở lên thì từ 360.000 xuống còn 250.000 trên một bộ. Gia đình của chúng ta có thể sở hữu ngay bộ pin vĩnh cửu này, cực kỳ là hữu ích trong gia đình Việt. Các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay inbox hoặc comment số điện thoại ngay bên dưới video này hoặc là liên hệ số điện thoại hotline 086-928-9696. Bên công ty em sẽ tư vấn và trả lời ngay. Chúc các bạn mua được sản phẩm ưng ý.